Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay Của Mẹ Quê. Hôm nay em vào bếp để làm sườn chay ram mặn nha. Món này làm đơn giản mà ăn cơm lại ngon nữa. Sườn chay có mùi thơm, màu vàng đẹp, bên ngoài thì dai, bên trong thì mềm. Phần củ sắn lại giòn giòn, ăn cùng với cơm, thêm nước mắm chay chua ngọt, một ít rau dưa nữa thì rất là hấp dẫn. Hoặc là quý cô bác ăn chung với bún hoặc bánh mì cũng ngon. Cách làm thì siêu dễ luôn và nguyên liệu cũng rất là dễ mua. Nếu quý cô bác thấy thích món này thì xin mời vào bếp cùng làm với em nha. Nguyên liệu đơn giản chỉ có như vậy thôi, gồm có sườn non chay 3 miếng, củ sắn hay còn gọi là củ đậu, nước dừa tươi, đường, hạt nêm chay, dầu ăn, nước mắm chay, một chút xíu ớt ngâm chua cho có màu đẹp và ngũ vị hương cho có mùi thơm. Món này thì phải có nước dừa tươi thì nó mới ngon nha quý cô bác. Đã xong phần nguyên liệu rồi đấy ạ, bây giờ thì em bắt tay vào làm nha. Sườn non chay mua về ngâm nước cho nó nở mềm, sau đó rửa lại và vắt khô nước. Một miếng sườn non chay thì em sẽ cắt thành 4 miếng nhỏ như thế này, theo chiều dọc. Sau đó em dùng một chiếc đũa và xuyên thủng ở giữa miếng sườn non chay. Củ sắn hay còn gọi là củ đậu, em mua về gọt sạch vỏ và cắt thành những que bằng với chiếc đũa ăn. Xuyên vào ở giữa miếng sườn non chay như thế này để chúng ta làm cọng sườn. Quý cô bác có thể thay thế bằng măng tây, đậu que hoặc là đậu bắp cũng được. Củ sắn em cắt cái que bằng chiếc đũa thôi, nếu cắt to quá khi xuyên vào như thế này nó sẽ làm rách đi cái miếng sườn non chay. Sau khi xuyên vào xong thì chuẩn bị một chảo dầu nóng và cho phần sườn này vào chiên cho vàng giòn. Phải thật là vàng giòn nha quý cô bác, để khi ram lại với nước dừa thì nó sẽ dai chứ nó không có bị bở. Em chiên từ từ ở lửa nhỏ, một lúc thì nó sẽ vàng giòn ạ. Sau 5 phút chiên thì sườn non chay cũng đã vàng giòn như thế này. Bây giờ thì em vớt ra nha. Phần dầu còn lại trong chảo thì trút ra, chỉ sử dụng cái chảo không thôi. Em cho vào đây một muỗng cà phê ớt chua, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương và một muỗng cà phê nước mắm chay. Khuấy đều ra và cho vào đây 100ml nước dừa tươi. Dùng nước dừa tươi hay nước dừa khô đều được ạ, miễn sao có nước dừa là nó sẽ thơm. Em sẽ nấu cái hỗn hợp này cho nó sôi lên một chút thì em cho sườn non chay vào. Giờ em sẽ cho sườn non chay đã chiên vào. Em sẽ nấu ở lửa nhỏ và nấu từ từ cho cái phần nước này nó sắc khô lại. Và đây là khi nước đã khô lại rồi nè. Và em nấu thêm một lúc nữa nha. Sườn non chay bây giờ nó có mùi khá thơm. Bên ngoài thì nó dai dai, còn bên trong thì nó mềm mềm chứ nó không hề bị mềm nhũn. Món này làm siêu dễ nhưng mà ăn cơm thì siêu ngon luôn. Sườn non chay có cái màu như vậy là được rồi ạ. Đã thơm dữ lắm rồi và màu cũng đẹp nữa. Bây giờ em tắt bếp và gấp ra đĩa thôi. Món này quý cô bác áp dụng để bán cơm tấm cũng ngon vô cùng. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian xem video và video cũng đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau nha. Chúc quý cô bác luôn có nhiều sức khỏe và luôn có những bữa chay thật là ngon miệng ạ.